Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với Pin Cô Lăng Điện Thoại Cổ. Hôm nay Pin Cô Lăng Shop chúng em xin giới thiệu đến tất cả các bác một sản phẩm của Nokia, đó là Nokia E72 Full Box. Và đây là chiếc Nokia E72 Full Box phiên bản đặc biệt của ngày hôm nay. Vâng, và vì sao gọi nó là đặc biệt? Hình thức bên ngoài thì các bác có thể thấy đây là hai cái hộp của E72, nhìn rất là khác nhau. Đây là phiên bản thường chúng ta thường thấy, và đây là chiếc hộp của phiên bản đặc biệt ngày hôm nay. Và vì sao chúng ta lại bảo là nó đặc biệt thì em xin mời tất cả các bác cùng em đào sâu vào bên trong chiếc hộp này. Mở hộp ra thì vẫn là một cái máy, và đây là chiếc máy E72 bản đặc biệt, máy new zin 100%, chưa qua sử dụng. Và điều bất ngờ sẽ nằm ở dưới phần này. Đây là một bộ sách hướng dẫn, một cái bao da có cái sợi dây rất là đẹp, có in chữ của Nokia, một sạc zin, một bộ tai phone và một bốn cái nút để thay đổi. Tiếp đến là một cọng cáp, và cuối cùng là quả pin zin theo máy. Điều đặc biệt ở chiếc hộp này mà những chiếc hộp của E72 bản thường không có, đó chính là bộ giá đỡ điện thoại gắn trên xe. Đây là phần chân đế của giá đỡ điện thoại, rất đẹp. Đây, nó có thể hít như thế này. Và đây là phần kẹp, giá kẹp. Đây, các bác có thể để lên xe hoặc trên bàn làm việc. Và em cũng xin mở nguồn chiếc máy của chúng ta. Các bác có thể thấy những phần bấm này, kim loại này, chỉ cần chù vào một lớp là nó sáng rất sáng. Vâng, và đây là chiếc E72 bản đặc biệt T-Mobile, rất đẹp phải không tất cả các bác? Thiết kế bên ngoài thì nói chung nó không có gì khác. Và đây
Đây là lúc giá đỡ điện thoại của chúng ta. Các bác có thể dễ dàng di chuyển, và ví dụ nếu như các bác thích để ở đây, chỉ cần di chuyển nó tới đây và xoay cái nút này, nó sẽ không đi đâu được hết. Vì đây là mặt gỗ trơn cho nên nó không có giữ được cái độ cứng của nó. Rất là đẹp. Vẫn là thiết kế nút cảm ứng bàn phím siêu mềm. Vâng, và bác nào yêu thích sản phẩm E72 full box bản đặc biệt T-Mobile này thì vui lòng liên hệ với Pin Golden Shop chúng em qua số điện thoại 0901 507 507 để được nhân viên tư vấn tận tình và hỗ trợ các bác những thắc mắc. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ Pin Golden Shop trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip quay giới thiệu về sản phẩm tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn.